Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của cửa hàng Giang Kiều. Số điện thoại của cửa hàng có kết nối với Zalo là 0343 868186 hoặc là 0986183445. Số điện thoại em có để góc trái màn hình nha mọi người. Thì trước khi vào video cũng như thường lệ, em kính chúc mọi người có một buổi chiều tối vui vẻ. Hôm nay thì trời mưa to mọi người. Mọi người thông cảm giùm em nha. Nói chắc cái tiếng nó hơi ồn á. Thì sẵn em cũng cảm ơn anh em trong thời gian qua đã luôn tin tưởng và ủng hộ cửa hàng em ạ. Địa chỉ của cửa hàng nằm gần Ủy ban Nhân dân xã Cô Huê, EK Đắk Lắk nha mọi người. Anh em nào ở gần có thể tới trực tiếp cửa hàng để xem máy giùm em với nha. Hình thức mua bán ở cửa hàng thì ship COD toàn quốc nha mọi người. Anh em ở đâu thì em cũng có thể ship máy tới cho mọi người được ạ. Thì chứ ưng con máy nào á, anh em cứ liên hệ số điện thoại bên góc trái màn hình nha mọi người. Rồi chốt cọc em 200 rồi em gửi máy đi cho mọi người nha. Thì đầu video thì như bình thường em giới thiệu hai cái dòng nhớt bên em nha mọi người. Nhớt đỏ Natawa và nhớt xanh Havelin nè. Hai cái dòng nhớt này là để mọi người pha với xăng với để sử dụng mấy con máy cưa, máy cắt cỏ khi mua ở cửa hàng á mọi người. Còn anh em nào mà muốn cái dòng xài cái dòng tốt hơn mà giá không lo giá cả thì lấy dòng hu nha mọi người. Dòng hu nè thì nó chạy sẽ bền máy hơn nha. Thì cái ấy của nó thì nó cũng 1910 với dòng setting nha mọi người. Rồi ấy thì mọi người muốn xài bền máy thì chơi nhất hãng nha. Còn hai dòng nhất này thì cũng tốt nha mọi người, phù hợp giá bình dân cho mọi người sử dụng mấy con máy cưa, máy cắt cỏ nha. Thì chai nhất đỏ Natawa 80, còn nhất xanh Havelin thì 90 nha mọi người. Còn anh em nào muốn mua số lượng á, thì cứ gọi điện trực tiếp số điện thoại của cửa hàng để có giá hợp lý cho mình nha. Rồi mọi người, ngày hôm nay em lên cho mọi người một lô máy cưa gồm shipping và shipping khai thác gia đình, khai thác vừa và chung, sử dụng gia đình và khai thác lớn nha. Và có một con 395 nè mọi người. Ở con đầu tiên mọi người, con đầu tiên là con shipping MS170C nha. Con này thì 170C mọi người. Con này thì tích hợp cho mình mặt giật trợ lực lớn. Trong quá trình khởi động máy thì cái thao tác mình giật máy nó sẽ nhẹ nhàng hơn nè mọi người. Phù hợp cho mấy chị em hoặc là mấy bác lớn tuổi á, muốn sử dụng một con máy nhỏ gọn chuyên sử dụng gia đình hoặc là cắt củi nhỏ á, thì mình sử dụng mấy cái con này nha. Con này thì nòng nó 37 ly nha mọi người, công suất hơn 30cc, phù hợp cho anh em sử dụng gia đình. Ngoại hình của con máy thì còn khá là mới nha, sử dụng hai ốc xước lam cực kỳ chắc chắn cho mình luôn. Con này khóa sên hoạt động bình thường nè. Đằng sau là chỗ để nhiên liệu xăng pha nhớt và đằng trước là nhớt bôi trơn lâm xích nha mọi người. Con này vẫn sử dụng công tắc kép của dòng shipping nằm đứng bình thường nha mọi người. Ngoại hình của máy, mặt tiền vẫn còn tem mạc chữ rồi mã đồ đây hết nha mọi người. Rồi đi với nó là cái lam mọi người, cái lam nguyên bản lam theo máy về nha mọi người. Mặt cắt nó còn khoảng cỡ 30 á, sên riêng nguyên bản nha mọi người, vẫn còn rất là dày luôn. Khi đi thì em sẽ mài dũa đồ lại cho mình. Rồi em test nổ luôn con máy á. MS170C nha mọi người, con số 1. Con này cửa hàng em để cho mọi người mức giá là 3,5 triệu nha. 3,5 triệu bao phí vận chuyển kèm tiếp dụ chỉnh cho mình. Em xin phép qua con số 2 mọi người. Con số 2 là cũng là con MS170C nha mọi người. 170C, khóa sên hoạt động bình thường cho mình. Trọng lượng công suất thì trọng lượng công suất và tính năng thì nó giống con hồi nãy nha mọi người. Ngoại hình của em nó đây mọi người. Mặt tiền đi với nó là cây lam theo máy nha.
mà cắt thì cũng khoảng cỡ 30 độ xuống nha mọi người. Sên cũng là sên theo máy về nha mọi người, rất còn rất là dày luôn. Rồi khi đi em sẽ mài dũa đôi lại cho mình. Công suất hơn 30cc phù hợp cho anh em sử dụng gia đình. MS170C con số 2 nha. Em test nổ luôn con máy á. MS170C con số 2 nha mọi người. Con số 2 cũng đồng giá 3,5 triệu nha. 3,5 triệu bao phí vận chuyển kèm tiếp dự chỉnh cho mình. Rồi em xin phép qua con số 3 mọi người. Con số 3 là con Sitting 021 nha. Sitting 021 Made in Germany mọi người. Con này thì tích hợp cho mình cái xả áp nè mọi người, giúp giật nhẹ hơn nha. Rồi tích hợp cho mình núm vú bơm xăng, giúp chở xăng lên nhanh hơn. Sử dụng hai ốc xích lam nha mọi người, hai ốc xích lam. Con này đang chạy sên 91 nha mọi người. Rồi cây lam bãi về luôn á nha mọi người. Cây lam theo máy, mặt cắt còn khoảng 35 nha, tăng hết cỡ lên khoảng 35 độ xuống á mọi người. Khóa sên hoạt động bình thường. Con này thì công suất 40,2cc phù hợp cho anh em và mọi người sử dụng đi khai thác vừa và chung nha, cắt keo chàm nhỏ rồi á. Thì đằng sau vẫn là chỗ để nhiên liệu và đằng trước là nhớt bôi trơn làm xích nha mọi người. Sitting 021 công suất 40,2cc. Rồi em test nổ luôn máy á. Chạy cực kỳ lực nha mọi người. Sitting 021 40,2cc. Con này cửa hàng em để cho mọi người mức giá là 4 triệu nha. 4 triệu bao phí vận chuyển kèm tiếp dự chỉnh cho mình. Một con máy ngoại hình còn khá là mới nha mọi người. Đầy đủ xả áp và nấm vú bơm xăng cho mình. Rồi em xin phép qua con số 4 mọi người. Con số 4 đây nha. Con số 4 là con Shindewa nha mọi người. Con này thuộc dòng Shindewa. Con này thì cái tay này thì chủ yếu là trắng bảo vệ tay thôi mọi người, không có khóa sên nha. Cái dòng Shindewa này thì không có khóa sên. Con này là Shindewa 395 nha mọi người. Đây, Shindewa E395D nha. Con này là 395. Con này thì tem nó hơi bị phai hết nè mọi người. Tem hơi bị phai nha. Con này cũng có xả áp nha mọi người. Xả áp đây, giúp mình giật nhẹ hơn nha. Thì mấy cái con này thì giật nó cũng nhẹ mọi người, giật nó cũng nhẹ chứ không nặng nha. Đi với nó là cây lam nguyên bản theo máy nha mọi người. Cây lam bãi theo máy. Rồi. Tổng chiều dài cây lam là khoảng mặt cắt còn khoảng cỡ 40 nha mọi người, 40 độ xuống. Rồi, con này thì công tắc nằm đây mọi người, lên là mở nè và xuống là tắt. Lê đây nha mọi người. Lê tự động nha. Mọi người kéo ra đẩy vô là hỗ trợ 30% ga. Kéo ra là đóng lê, đẩy vô là hỗ trợ 30% ga. Mọi người bóp là về garanti bình thường nha. Con này đặc biệt cái là vẫn còn công tắc sửa ấm tay cầm này mọi người. Vẫn còn cái công tắc để ấy điện sửa ấm tay cầm nè. Vẫn còn sửa ấm tay cầm ở trên. Công tắc nằm đây, công tắc nằm bên phải là sửa ấm tay cầm nha mọi người. Con này sử dụng hai ốc xích lam nha, hai ốc xích lam 13, cực kỳ chắc chắn luôn. Con này thì mặt tiền nè mọi người, mặt tiền thì có hơi có vết chày xước ở đây nha, tại lóc nhôm á. Thì vết chày xước này thì giá nó cũng hợp lý hơn mọi người. Ngoại hình của con máy thì liền lạc nha mọi người,
đồ thì nguyên riêng nguyên bản, đẹp cho mọi người nha. Rồi em test nổ luôn con máy á. Mặt tiền em nói nha mọi người, ngoại hình. Rồi con này cửa hàng em để cho mọi người mức giá là 3,3 triệu nha mọi người, 3,3 triệu bao phí vận chuyển kèm tiếp dụ chỉnh cho mình. Xin đây qua 395 nha mọi người, công suất hơn 39cc á, phù hợp cho anh em đi khai thác nha, đi khai thác tầm trung nha mọi người. À con này đang xài chân sên 325 nha mọi người. Rồi em xin phép qua con số 5 mọi người. Con số 5 đây nha. Con số 5 thì là con Sitin MS 381 nha mọi người. 381 thì quá quen thuộc với mọi người rồi. Công suất 72cc, tay nhận nắm giật lớn, dầm chấn, xả áp hoạt động bình thường cho mình. Ốp lam thì em đã có dầm tút lại rồi nha. Ốp lam thì có dầm tút lại rồi. Mặt tiền em nó chạy chóc sơ sơ nha mọi người, mặt tiền khá là đẹp. Bô thì có một cái vết hàng đây nha, thì em thu lại thì người ta đã hàng lại cái vết bô rồi. Rồi con này khóa sên hoạt động bình thường cho mình, công suất 72cc thì phù hợp cho anh em về đi khai thác chuyên nghiệp nha, khai thác lớn. Sitin MS 381, nắp xăng nắp nhớt là rin nha mọi người, nắp xăng nắp nhớt dòng này rin nha mọi người, không có gạch nhưng mà là rin nha mọi người, em đảm bảo là hàng rin luôn. Bình xăng không có chữ Sitin ở đây nha mọi người, bình xăng lớn không có chữ Sitin ở đây. Bình xăng lớn không có chữ Sitin đây nha mọi người, nhưng vẫn là rin nè. Đây mọi người, Sitin nha. Đó. Còn nắp xăng nắp nhớt thì anh em kêu có gạch rin thì cái này là theo máy nha mọi người, theo máy, hàng rin theo máy luôn. Bao rin nha mọi người, rin toàn bộ. Rồi em test nổ luôn con máy mọi người. Rồi 381 thì chạy cực kỳ lực mọi người cũng biết rồi, 72cc phù hợp cho anh em về đi khai thác chuyên nghiệp nha. Con này thì cửa hàng để cho mọi người đầu không nha mọi người, đầu không 7 triệu nha mọi người, đầu không giá 7 triệu bao phí vận chuyển kèm tiếp dụ chỉnh cho mình. Một máy nguyên riêng nguyên bản nha. Rồi thì ngày hôm nay em lên cho mọi người một lô máy cưa nha mọi người. Một lô máy cưa thì từ sử dụng gia đình cho tới khai thác chuyên nghiệp, anh em hợp nhãn cái máy nào thì gọi điện số điện thoại trực tiếp của cửa hàng nha. Cảm ơn anh em trong thời gian qua đã luôn tin tưởng và ủng hộ cửa hàng ạ. Hẹn anh em video tiếp theo.